nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, ngày 20 tháng 2 năm 2022, trên trang Facebook của cha Gioan Bautista Nguyễn Minh Dương có chia sẻ về tình trạng sức khỏe của cha. Ngài bị nhiễm Covid và đang điều trị tại Huế. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho cha sớm được khỏi bệnh. Cụ thể cha chia sẻ: "Tôi coi những đau đớn này như là của lễ hy sinh kết hợp với hy tế Chúa Giêsu trên bàn thờ thập giá dâng lên Thiên Chúa Cha để xin ơn lành cho tất cả mọi người. Xin các bạn cùng cầu nguyện với tôi, cho tôi và cho các bạn nhé." Cha Gioan Bautista Nguyễn Minh Dương hiện đang là quản sứ giáo xứ Hương Bình, giáo hạt Văn Hạnh, giáo phận Hà Tĩnh. Trên trang Facebook giáo xứ Hương Bình cũng kêu gọi mọi người cầu nguyện cho cha. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho cha quản sứ Gioan Bautista Nguyễn Minh Dương đang phải chịu đau đớn trên giường bệnh. Xin Chúa cho cha mau bình phục để tiếp tục sứ vụ mà Chúa đã giao phó. Kính thưa cộng đoàn, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh và diễn biến hết sức phức tạp. Chúng ta không nên chủ quan, nhưng cần phải có những biện pháp phòng chống dịch bệnh và cũng không quên cầu nguyện cùng Chúa. Giờ đây, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện trong cơn dịch bệnh. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Toàn Năng, chúng con đang hộp nhau cầu nguyện, tha thiết nài xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tín thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.